Xin chào các bạn đã đến với kênh Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Hôm nay tôi đang đứng cạnh một cái cây đàn hương. Đấy, cây đàn hương trắng Ấn Độ. Đấy. Cây đàn hương này thì đã được 2 năm tuổi rồi các bạn nhé. Được 2 năm tuổi. Đấy. Hôm nay tôi sẽ quay trực tiếp và sẽ giải đáp với các bạn một số các câu hỏi. Và trong những ngày vừa qua tôi đã gặp và rất nhiều khách hàng đã gọi điện và hỏi chúng tôi. Đấy. Thì hiện nay thì rất nhiều khách hàng có hỏi chúng tôi rằng là đàn hương hiện nay thì có mấy loại. Đấy. Và chúng ta nên trồng loại nào thì sẽ có giá trị kinh tế nó cao, giúp cho bà con đã mất công sức bỏ ra thì chúng ta phải có thu nhập, cái cây nó giá trị hơn một chút. Đấy. Và hôm nay tôi sẽ quay trực tiếp cái cây đàn hương này để các bạn phân biệt được khi một cái cây nó đã lớn, cũng như là trả lời các câu hỏi đó cùng với lại các bạn cùng biết. Đấy. Thì hiện nay trên thị trường hiện nay thì nó có hai loại giống đàn hương, đúng không ạ? Đó là cây đàn hương trắng có xuất xứ từ Ấn Độ và cây đàn hương đỏ. Đấy, cái đàn hương đỏ. Đấy. Thì sau đây tôi sẽ phân tích lần lượt cái giá trị kinh tế của từng cái cây một, đúng không ạ? Và đây là cái cây đàn hương trắng các bạn nhé. Đây là cái đàn hương trắng. Đấy. Trước hết là cái đàn hương trắng Ấn Độ. Thì cái đàn hương trắng thì nó còn gọi là cây bạch đàn hương hoặc là bạch đường. Đấy. Tên khoa học của nó là Santalum album. Đấy là một loài thực vật có hoa trong dòng họ Santalaceae. Đấy, loài này được miêu tả từ năm 1753. Cây gỗ đàn hương trắng phát triển như một cây cây luôn tươi xanh. Đấy. Nhỏ đạt đến độ cao phát triển. Đấy, ở Úc thì quả tao cao 4m, ở Ấn Độ cao lên tới khoảng 20m. Đấy. Thân hình trụ có thể đạt chu vi tới 1,5m các bạn nhé. Đấy, đôi khi là nó có thể phát triển như một cây bụi thẳng đứng hoặc hiếm khi leo lên đạt đến mức cao tới 4m. Các bộ phận thực vật trên mặt đất. Đấy, đấy chưa? Tiếp theo đó là cây đàn hương đỏ. Thì cây đàn hương đỏ có tên khoa học là Pterocarpus santalum. Đấy, có hai loại đàn hương đỏ, đó đàn hương đỏ lá nhỏ và đàn hương nhỏ lá to. Đấy. Đấy nhá. Đấy là có hai loại. Thế thì chúng ta nên trồng cái loại đàn hương nào để có giá trị kinh tế cao? Thì sau đây tôi sẽ phân tích các bạn để các bạn cụ thể các bạn nhá. Cây đàn hương trắng thì thu hoạch khoảng các bạn trồng khoảng 7 đến 10 năm thì các bạn thu hoạch các bộ phận thu hoạch của cây đàn hương trắng Ấn Độ, lá, rễ, ngọn đều có thể thu hoạch và mang lại cái giá trị kinh tế lớn. Giá trị gỗ đàn hương trắng trong có khoảng 2 đến 6 triệu trên 1 kg. Người trồng sẽ có lợi nhuận rất là cao. Đấy, đàn hương đỏ thì thu hoạch sau khi trồng là 15 năm. Đấy, các bạn nhớ nhá. Cây đàn hương trắng thì các bạn khoảng 10 năm là các bạn thu hoạch được rồi. Còn riêng đối với đàn hương đỏ thì các bạn có thể làm các bạn mất 15 năm trở lên. Phần lõi cây màu đỏ được thu mua để làm gỗ cao cấp, giá trị từ 2 đến 5 triệu đồng 1 kg. Đấy. Lợi nhuận từ cây đàn hương đỏ không cao bằng cây đàn hương trắng. Đấy. Thông qua phân tích trên thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì chúng ta nên trồng cái cây đàn hương trắng. Đấy, nên trồng cái đàn hương trắng. Thứ nhất là cái năm để các bạn thu hoạch thì nó rất là ngắn, các bạn có thể 7 đến 10 năm là các bạn có thể thu hoạch được rồi. Đấy, còn đối với cái đàn hương đỏ các bạn phải 15 năm. Đấy, mà giá trị kinh tế của cây đàn hương trắng nó thu hoạch được cả thân, lá, rễ. Đấy, đều có thể thu hoạch được. Có thể làm nước hoa hay là bán gỗ, chúng ta đều có thể thu hoạch được. Còn riêng đối với cái đàn hương đỏ thì chúng ta chỉ thu cái lõi của nó thôi. Đấy, mà giá trị của nó là không cao bằng cái đàn hương trắng. Đấy, được chưa? Đấy. Thì vừa rồi mình đã phân tích cho các bạn đó là hiện nay thì có hai giống đàn hương. Đấy, và các bạn nên trồng cây đàn hương trắng xuất xứ từ Ấn Độ. Hiện nay thì ở cả nước chúng ta ấy, thì cây đàn hương trắng ấy, thì để có cái cây to ấy, hầu như là chưa có. Hầu như chưa có bởi vì là chỉ khoảng là 3 đến 4 năm nay thì bắt đầu cây đàn hương trắng Ấn Độ mới xuất hiện ở Việt Nam. Đấy, nên là
cơ sở nào trồng được thì nó chỉ được khoảng cây nhiều á, cây to thì nó khoảng được 5 năm 6 năm thôi. Đấy, còn bình thường thì mới chỉ là 2 năm 3 năm. Mà cái này đang nhà nước đang có cái chính sách khuyến mại, chính sách cho người dân trồng cây đàn hương rất là nhiều. Hiện nay chúng tôi, trung tâm cây giống chúng tôi đã xuất hàng trăm vạn cây giống vào Đắk Lắk, rồi là Gia Lai, vân vân, để phát triển cái cây đàn hương này. Đấy. Thì bạn nào các cái khu nhà vườn hoặc là các bạn nào có nhu cầu mua cái cây giống đàn hương trắng như này, đấy, hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số hotline mà chúng tôi đặt ở dưới cái tiêu đề, dưới cái tiêu đề này. Đấy. Và các bạn nào có cái những thắc mắc cần tư vấn về kỹ thuật chăm sóc cây, kỹ thuật về cây giống đàn hương thì hãy liên hệ với chúng tôi, đấy, để chúng tôi tư vấn giúp các bạn. Đấy. Đấy. Các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy chia sẻ, subscribe để nhiều người biết hơn nữa về cái giá trị của cây đàn hương này. Đấy. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.